Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 55, Bái Phật Có cần phải trở về Phúc Ninh? Ngoài lầu của trường phòng, Lão Thái đang suy tư một cách nghiêm trọng và sau bức vách lụa, Lâm Di cũng đang trải qua những cảm xúc khó lường tại sao triều đình lại bất ngờ quyết định để phụ thân trở về phúc ninh nàng nhớ rõ rằng phúc ninh thường xuyên gặp lũ lụt nhưng dù thế trở về đây cũng không phải là điều anh ta mong muốn trường phòng lão thái lên tiếng khi nào đã nghe tin đánh giá thành tích vẫn chưa hoàn thành và phúc ninh có những quan viên khác không làm thế nào để cho ngươi trở về trần duẫn viễn đứng dậy từ ghế dựa hướng về tử thượng trần duẫn viễn lưỡng lự con mới nghe vừa rồi, và bây giờ, khi trở về Phúc Ninh, sẽ là một thất bại một cách rõ ràng. Lão Thái quay lại với Phật Châu trong tay, phòng bỗng trở nên yên lặng. Không thể tiếp tục chờ đợi như vậy, ông nói, như một điện thoại trong bóng tối, mang lại ánh sáng, thành quốc công không giữ lại ngươi, và trở về Phúc Ninh sẽ đánh đổi mọi thứ. Thay vì đứng chờ tử thần, hãy nên nắm bắt cơ hội và hành động ngay bây giờ. Lâm Di lắng nghe, nhận ra rằng cuộc trò chuyện này đang dần trở thành một vấn đề của phụ thân. Phúc Ninh có thể đã dựng lên một cái bẫy và phụ thân không thể cứ ngồi yên đợi. "Ta đã sai khi giữ ngươi lại trong kinh nhậm chức." Thái 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 nói, "Ta sẽ đi cùng ngươi vài bước để giúp ngươi." Trần Duẫn Viễn biết ơn và lại lão thái, sau đó bước ra khỏi phòng. Lâm Di mang theo đồ ăn từ phòng sau lụa. Lão thái quay lại nhìn cô, nói, "Từ bây giờ Lục tiểu tỷ sẽ chăm sóc ngươi trong phòng này. Hãy chọn những vật dụng đẹp để trang trí phòng, để nó phản ánh sự trầm ổn của bà tôi. Trắng mụ mụ đáp ứng, đưa theo một đám nữ hầu ra ngoài. Lâm Di ngồi bên cạnh lão Thái, cầm cây quạt mỏng để làm gió. Tôi muốn thảo luận với ông về việc truyền họ vào đây sống, nhưng có vẻ như tốt hơn khi chờ ông nói chuyện một cách chắc chắn. Trịnh Thất Thái nói, nhấn mạnh vào việc chờ đợi lão Thái đưa ra quyết định quyết định về việc chọn người kế thừa tự nhiên sẽ gây ra sự xáo trộn trong tộc gia, và đồng thị không phải là người chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào. Nếu họ làm phá hủy cửa sổ này, sẽ có những hậu quả không mong muốn. Lâm Di nhắm mắt lại, nói, "Liệu có ai đủ can đảm để đối mặt với Thành Quốc Công không?" Lão thái nhếch môi, "Không có ai dám đối mặt với anh ta." Thành Quốc Công là tay chúa của đế vương, với quân đội và quyền lực đã trải qua ba thế hệ. Thành quốc công có sức mạnh ở Phúc Kiến là nhờ vào những quan viên mà anh ta đã kiểm soát. Không ai dám phản đối và cả nước đều sợ hãi trước anh ta. Vì vậy, phụ thân phải tìm cách thu thập bằng chứng, nhưng điều đó có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Lâm Di uống một ngụm nước, ngước nhìn, Liệu Trịnh gia có ý định can thiệp không? Lão thái nhìn vào cột khói xanh thơm từ lò hương mọi người đều sợ bị liên lụy và không ai dám đứng lên. Nhưng sau khi nói xong, lão Thái nhận ra điều gì đó. Làm sao mà tôi quên được điều này? Ông quát lớn, gọi trắng mụ mụ vào. Đi, tìm tam. Quận xứ, tôi muốn biết rõ nhất về những gì trịnh gia có thể làm. Tam quận xứ, một người đàn ông trung niên với ánh mắt sắc bén, bước vào phòng. Thượng đã gọi tôi, ông nói, không có dấu hiệu của sự kinh hoàng. Lão Thái đưa cho tam quận sứ bí mật và hai người họ bắt đầu thảo luận. Lâm Di biết rằng phụ thân không bao giờ để lộ thông tin nhạy cảm cho người ngoài. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không biết gì về kế hoạch của ông. Cô phải nhớ rằng Lão Thái luôn tìm cách bảo vệ cô, dù có tốn rất nhiều thời gian và công sức, Trần Duẩn Viễn nhắc nhở mình. Cô nhấn mạnh vào nhiệm vụ của mình và tiếp tục chuẩn bị những thứ cần thiết cho phòng, chờ đợi lão Thái trở lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 56, Xét Nét. Lâm Di kinh ngạc nhìn ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu. Tỷ tỷ chưa từng nghe nói tới lưu dân sao. Đó đều là dân thường vì quê hương gặp nạn nên mới phải chuyển đến nơi khác. Ở Phúc Ninh, cả nhà bọn ta luôn ở cùng gia quyến của các quan lại khác chỉ nghe phụ thân nói qua về chuyện nạn dân thôi. Các vị tỷ tỷ từng gặp nhưng ta thì không, nên chắc chỉ có thể ngồi nghe các tỷ tỷ nói chuyện. Miệng lưỡi sắc bén đấy. Ngũ tiểu thư ninh bình hầu cười khẩy, e rằng bọn ta có nói, người cũng nghe không hiểu. Các tiểu thư trong phòng đều bật cười. Tỷ tỷ nói đúng, lâm di cũng cầm khăn che miệng cười, ta vẫn nên sang phòng bên cạnh nghe giảng về cách ngồi thiền vậy bình thường đâu dễ gì có dịp được nghe các vị phu nhân nói tới chuyện này. Đâu phải ai cũng muốn nịnh nọt ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu, nàng còn đang lo không tìm được cớ chuồn đây. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu hiếm khi bị lạnh nhạt như vậy, lập tức kinh ngạc. Lâm Di nói đi là đi, Linh Lung vừa hay đứng trước cửa phòng liền đưa tay đẩy cửa phòng ra. Cửa vừa mở, gian phòng vốn đang náo nhiệt lập tức im bặt. Cô bé này là tiểu thư nhà nào vậy? Chu phu nhân rời mắt sang, tất cả liền quay đầu nhìn Lâm Di. Lâm Di hơi ngạc nhiên, không ngờ Chu phu nhân sẽ chú ý tới nàng trong một phòng đầy ấp tiểu thư thế này. Nàng chưa kịp đáp lời, Lâm Phương đã tranh trước, "Phu nhân, đó là lục muội muội của con, theo tam thúc phụ cháu vào kinh báo cáo à?" Linh Lung vừa châm trà vừa nói, không biết vị phu nhân vừa rồi là ai ngũ tiểu thư ninh bình hầu đối với vị chu phu nhân kia chu đáo như vậy còn cẩn thận hỏi thăm tới đứa con trai bà ấy hẳn là mẫu thân của khang quận vương vị phu nhân kia là tôn thất đương nhiên tất cả đều muốn vây quanh nói chuyện với bà ấy thân thích hoàng gia ư linh lung và quất hồng mở to hai mắt sau khi đến kinh thành đúng là nhìn thấy không ít quý nhân linh lung bình phẩm vị phu nhân đó nhìn hiền từ ghê không có tí kiêu ngạo nào cả Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu nghe vậy liền sáng mắt lên, thân thiết đỡ Chu phu nhân đứng dậy, để con dìu phu nhân qua đấy. Chu phu nhân vỗ vỗ tay Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu, "Ừ." Chu phu nhân dẫn Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu ra cửa, một đám oanh yến lập tức theo sau. Đợi tất cả dần đi khỏi, Lâm Di mới ngồi xuống ghế bảo linh lung, rót cho ta chén trà. Lâm Phương nói hết cả rồi, Lâm Di chỉ còn biết gật đầu hành lễ bái kiến phu nhân. Chu phu nhân cười hiền từ, đứa bé ngoan. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu hơi sốt ruột, ngựa ngùng hỏi, hôm nay phu nhân tới đây là để. Tháp lâm cách phòng nghỉ chỉ một khoảng ngắn, lâm di cười nói, xin phiền tỷ tỷ dẫn đường. Chu phu nhân đang bị ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu không ngừng chọc cười, chờ mấy ngày nữa khỏe hơn một chút, ta sẽ tổ chức tiệc mời mấy đứa tới ngũ tiểu thư ninh bình hầu liền vỗ tay từ lâu đã nghe nói hoa hồng phu nhân trồng đẹp nhất kinh thành tới lúc đó con nhất định sẽ xin phu nhân mấy nhánh chu phu nhân cười nói sắp đến ngày sinh của bồ tát triệt nhi thắp tùng ta tới đóng góp tiền nhang đèn cho chùa nghe thấy hai chữ triệt nhi mặt ngũ tiểu thư ninh bình liền ửng hồng trong mắt lâm phương cũng tràn đầy ao ước bấy giờ tiểu sa di bỗng tiến vào báo bên tháp lâm đã vãn người phu nhân và chư vị tiểu thư có thể qua đó rồi. Được, được, cho cháu hết, thích bao nhiêu cứ nhổ bấy nhiêu. Mặt ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu tràn đầy ý cười, chỉ sợ tới lúc đó phu nhân lại không nỡ cho. Lâm Di Nhân dịp này tiến lên tạ lễ. Các tiểu thư khác trong phòng cũng rối rít đứng lên hành lễ. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đi tới gạt Lâm Di sang một bên, nũng nịu nói, thì ra là phu nhân, vừa nãy nghe nói phu nhân đang ở tiền viện nghe Trần Nhị phu nhân giảng kinh cơ mà. Vị phu nhân nọ cười bảo, mấy ngày nay không được khỏe lắm, không tiện ngồi lâu một chỗ nên ta mới ra ngoài dạo một vòng. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu kéo chu phu nhân sang một bên ngồi, lâm gì cũng không tiện đi ra bây giờ, nên chỉ có thể đứng nghe chu phu nhân và ngũ tiểu thư Ninh Bình cùng nói chuyện phiếm. Từ trước đến nay, trước khi xuất hành nữ quyến ở kinh đô luôn mang theo đủ quà tặng phòng có dịp cần lão thái thái tri trưởng và tiêu thị hôm nay cũng mang theo ít phật châu đeo tay đặt trong hộp gỗ thơm chỉ là không quý giá như của chu phu nhân đồ trưởng bối ban thưởng nàng không thể không nhận đành nhận lấy rồi ngỏ ý muốn đi cảm ơn hiện giờ phu nhân đang ở đâu tiểu nha hoàn thưa vẫn còn ở tháp lâm hạ ta quấy nhiễu mọi người trò chuyện rồi sao một vị phu nhân mặt trái xoan, người vận áo gấm tứ xuyên màu tím hồng thêu chỉ vàng, trên đầu cài trang sức ngọc hình quan âm cưỡi đóa sen vàng, châm bươm bướm vườn hoa, hầu bao mô phỏng hình ngũ cốc phong đang đeo bên hông được đính đông châu và tua rua vàng buông rũ, sau lưng có ba nha đầu và hai bà tử theo hầu. Chỉ tôn thất tức thân thích hoàng gia mới có thể dùng đông châu. Hầu bao hình dạng ngũ cốc phong đăng là mô phỏng theo khăn tay gài bên hông lễ phục, quốc họ của triều đại Chu là Chu, đây chẳng phải là vị công chúa đã gả ra ngoài chu phu nhân đấy sao? Lâm Di vội vàng chỉnh đốn lại trang phục, khuỵu xuống bái kiến. Chu phu nhân cười bảo, cũng không có gì khác tặng cháu, còn phiền cháu tới cảm ơn nữa. Lâm Di nói ngay, đồ phu nhân tặng thật sự rất tốt à? Chu phu nhân dịu dàng nhìn Lâm Di, lần trước ở chỗ của Huệ Hòa quận chúa có nhìn thấy cái quạt cháu theo, vừa tinh xảo vừa xinh đẹp. Lâm Di Khiêm tốn đáp, chỉ là một món đồ thêu bình thường thôi à, khiến phu nhân chê cười rồi. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà Chu phu nhân nói câu nào cũng đầy ý thăm dò. Vừa rồi trong phòng có thể đưa quà luôn, vì sao nhất định phải đi rồi mới cho người trở lại tặng. Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu vẫn cười đùa với Chu phu nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 57, thân thích hoàng gia. Chu phu nhân muốn trở về nghe sư trụ trì giảng Phật pháp, các tiểu thư liền dạo quanh tháp lâm và hồ sen phía sau. Trong hồ sen còn trồng cả hoa súng tím. Lâm Phương nhớ đến lúc cùng Điền thị đi dạo ven hồ sen mùa hè năm ngoái. Chỉ ở chùa Thanh Hoa mới có cảnh này. Gần đây có một gốc cổ thụ, ai cũng tới đó buộc lấy lên cảnh cây cầu phúc. Nói tới đây nàng ta quay đầu nhìn Lâm Di lục muội muội cũng buộc một giây mà đúng không? Ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu nói với vẻ cười nhạo, lục tiểu thư cũng hiểu mấy chuyện này sao? Cầu gì thế, cho nhà được bình an hay cầu duyên? Ta không có nhiều điều để cầu như tỷ tỷ. Lâm Di nhìn quanh bốn phía, thấy tứ tỷ buộc, ta cũng học theo buộc một giây thôi. Thấy Lâm Phương không nói lời nào, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu liền hất tay nàng ta ra, trở về với lục muội muội của ngươi đi ngũ tiểu thư ninh bình hầu hùng hổ đi về phía trước, lâm phương giữ dằn trợn mắt với lâm di rồi lập tức đuổi theo. Đường trong chùa chín quẹo mười rẽ, đi được nửa đường thì loáng thoáng có thể nhìn thấy gốc cổ thụ từng được nàng buộc dây đỏ lên cành trước đây. Kiếp trước hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy trước khi nhắm mắt buông tay chính là tàn cây hoa rụng lạ tả. Khi đó nàng chỉ cầu cả đời bình an vui vẻ, nhưng ai bảo cuộc sống như vậy không cần suy tính tới lui chứ. Tứ tỷ nghe thấy không? Lâm Di tỏ ra sợ hãi, tỷ tỷ mà có chuyện, trở về sẽ bị phạt đấy. Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu cười lạnh, bên cạnh nhiều nha hoàn bà tử như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì hay sao? Đúng là đồ sống ở vùng quê chưa từng thấy chuyện lớn. Lão Thái Thái Chi Trường nói, cũng may mấy đứa cháu nhà chúng ta không có chuyện gì. Nói rồi bà lệnh cho Bạch Ma Ma, bảo hạ nhân chuẩn bị xe, chúng ta trở về sớm thôi. Trong chùa đổ máu, chẳng ai còn tâm trạng ngắm cảnh nữa, chúng nữ quyến đều thấy mất hứng ít nhiều, hiếm khi có dịp ra khỏi nhà mà lại gặp phải loại chuyện này. Trên đường trở về mọi người đều âm thầm bàn tán về vị thiếu gia ăn chơi và vị tôn thất nhàn tản kia. Lâm Di thuận lợi trở lại phòng nghỉ. Lão thái thái chi trưởng nghe giảng kinh xong đang đứng trong sân trò chuyện với các nữ quyến, nhìn thấy Lâm Di quay lại, bà liền gọi nàng tới giới thiệu cho nàng nhận biết rất nhiều vị phu nhân trong kinh. Bá tổ mẫu muốn đưa thư cho Thái hậu nương nương ư. Phong thư này mà lộ diện trên chiều, ánh mắt của văn võ bá quan đều lập tức tập trung vào nó. Cha là người dân thư cũng sẽ bị đưa lên đầu ngọn sóng. Kết quả chỉ có thể theo hai hướng, một là cha xét thành quốc công, hai là dáng phụ thân tội vu cáo đại công thần. Nghe nơi này từng xảy ra đoạn nhân duyên có một không hai như vậy, còn là bắt nguồn của một màn thay đổi chính quyền lẫy lừng, lại trải qua hơn trăm lần tu sửa thành vô cùng nguy nga, nữ quyến trong kinh đều cam tâm rót bạc cho chùa, tiểu thư các nhà càng muốn được vô tình, gặp gỡ lang quân như ý giống đời trước. Bạch ma ma chỉ vào đại điện trước mặt, nói, lúc ngôi điện kia được lên kế hoạch xây dựng, nhà chúng ta góp 500 lượng bạc đấy. Chưa kể bây giờ đâu phải là mùa sen súng nở, tứ tỷ qua đó nhất định sẽ thất vọng lâm di hỏi tiểu sa di đứng cạnh đó chỗ hồ sen đã vắng bớt người chưa nữ quyến có thể đến đấy chứ tiểu sa di là người xuất gia không nói lời dối trá chỉ có người nhà của các vị thí chủ canh phòng xung quanh thôi tiểu tự cũng chưa từng tới đó dọn dẹp tiêu thị thở phào may mà lâm di quay về sớm bằng không cũng bị giật mình rồi nhìn tình hình thì đúng là nàng vừa trở về liền bùng phát tính ra còn phải cảm ơn khang quận vương không có anh ta cản trở nàng cũng bị cuốn vào đó rồi lão thái thái chi trưởng nhìn thấy phật châu xanh biếc trong hộp gỗ lim thì hơi giật mình nhà bọn họ và gia đình khang quận vương không qua lại chu phu nhân đưa lâm di lễ vật như vậy có phần quá long trọng rồi chẳng lẽ là vì trịnh gia huệ hòa quận chúa và khang quận vương rất thân với nhau lục nha đầu cháu từng nghe trịnh thất tiểu thư nhắc tới khang quận vương sao Lão Thái Thái Chi Trường nhỏ giọng hỏi. Lão Thái Thái Chi trưởng khẽ gật đầu, đó là thẩm nương của Khang Quận Vương. Khang Quận Vương là được thúc thúc và thẩm nương nuôi lớn. Thảo nào Chu Phu Nhân không đeo ngọc bội chính thức mà chỉ đeo hầu bao màu sắc tương tự, thì ra là tôn thất không có tước hiểu. Đến khi ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu và Lâm Phương cùng mấy nữ quyến đòi đi ngắm hoa sen mặt tái mét chạy trở về, mọi người mới mơ hồ biết được đã xảy ra chuyện gì. Phía khách nam có kẻ mang rượu lên núi, không biết có phải vì uống quá chén hay không mà một vị tôn thất nhàn tản xảy ra xích mích với tam gia nhà họ Nhan rồi dẫn tới đánh nhau. Bá tổ mẫu, Lâm Di tự sát vào người lão thái thái chi trưởng, có thăm dò được tin tức hữu dụng không ạ? À? Lão thái thái chi trường mỉm cười, sinh nhật của thái hậu sắp tới rồi, các mệnh phụ sẽ tiến cùng chúc thọ thái hậu. Bạch ma ma nói, nghe nói hai bên đã không vừa mắt nhau từ lâu rằng co sang tới chỗ tháp lâm ban đầu khang quận vương còn đứng ra ngăn về sau ngày ấy cũng mặc kệ hai người kia càng đánh dữ hơn vị tôn thất kia còn động đao cả hai đều bị xây sát ngoại thần động thủ với tôn thất làm lớn chuyện cũng chỉ ngoại thần chịu thiệt thảo nào khi lão thái thái chi trưởng tới dân hương tăng lữ trong chùa chăm chút nhà họ vô cùng cẩn thận nói một hồi vẫn chưa thấy lâm phương về lâm di liền kể lại chuyện lâm phương đi hồ sen chơi cho trưởng bối biết lão thái thái chi trưởng nhíu mày đúng là không biết hối cải với tính tình kiểu đó cho dù bây giờ không sao thì sau này cũng sẽ gây chuyện ở nhà chồng thôi đối phương vĩnh viễn luôn giữ dáng vẻ không thèm để ý có đâm một châm cũng chẳng ra tí máu nào ngũ tiểu thư ninh bình hầu bực bội lôi kéo lâm phương đòi đi ngắm hoa sen lâm di không nhịn được cười khẽ Hôm nay ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu đến đây chắc chắn là vì muốn gặp Khang Quận Vương rồi. Nàng ta hẳn đã biết được tính toán của Ninh Bình Hầu cho nên mới muốn nhìn thử mặt của Khang Quận Vương một lần. Nếu đối phương non tuấn tú lịch sự, nàng ta nhất định sẽ nằng nặc giữ nguyên hôn ước, còn nếu là một khuôn mặt xấu xí thì lập tức theo ý cha mẹ từ chối ngay. Thời gian lập quốc càng dài, số tôn thất nhàn tản càng nhiều, ngoài các vương gia được thái tổ phong tước vương cha truyền con nối số còn lại đều phải hạ thước khi truyền lại cho người thừa kế. Trải qua ba đời thành tổ, cao tông và đời hiện giờ, các tôn thất không được thưởng tước và đời sau của các tướng quân thừa ân phụng lệnh giao lại tước vị đều được gọi là tôn thất nhàn tản. Lâm Di nghe lão thái thái nói mới biết, thì ra chuyện thu hồi tước vị không chỉ xảy ra với nhà bọn họ, cả với tôn thất cũng rất thường diễn ra. Lão thái thái chi trưởng đành nói, có lẽ trịnh thất tiểu thư từng nhắc tới cháu ở trước mặt chu phu nhân nhưng chu phu nhân lại nói tới cái quạt nàng tặng cho huệ hòa quận chúa chẳng qua nghĩ tới ba chữ khang quận vương lòng lâm di liền sinh ra bài xích thế là cố ý chuyển đề tài nếu thật sự muốn lôi kéo quan hệ nàng đã nói với chu phu nhân là có thể theo thêm một cái quạt nữa tặng bà đời trước của khang quận vương bởi vì lăng nhục đại thần trên triều mới bị thu hồi tước vị bây giờ hoàng đế muốn đặc giá cho mấy dòng họ phạm lỗi nhỏ vì vậy chọn một nhánh trong gia tộc của khang quận vương hạ lệnh phục tước cho họ lão thái thái tri trưởng nói tiếp tước vị của tôn thất có được rất dễ dàng không như thế ra chúng ta phải dựa vào quân công nên làm gì nàng đều làm cả rồi cũng không thể cứng rắn lôi lâm phương về dựa vào sức lực của nàng muốn lôi cũng lôi không nổi thấy ngũ tiểu thư ninh bình hầu và lâm phương đi càng lúc càng xa Lâm Di chắp tay nói với tiểu Sa Di, phiền tiểu sư phó dẫn chúng tôi trở về phòng nghỉ. Sau khi tiểu thư tể tướng gả cho hoàng tử cũng chính là một người con dâu hiếu thuận, lão hoàng đế lúc tuổi già bệnh cũ quấn thân cũng được đứa con dâu cực kỳ tốt này hiếu kính bên giường. Trong lòng lão hoàng đế càng lúc càng thiên vị đôi phu thê này, trước khi lâm chung thì đổi người kế vị, lập vị hoàng tử hiếu thảo nọ làm thái tử. Sau khi lão hoàng đế qua đời, vị hoàng tử hiếu thuận trải qua một phen gió tanh mơ máu cuối cùng cũng đăng cơ. Đây chính là chuyện xưa của Trung Tông Hoàng đế Tiền Triều. Khi Trung Tông Hoàng đế còn tại vị, ông đã cho người tu sửa chùa Thanh Hoa hơn trăm lần. Sau khi Hoàng hậu về trời, Trung Tông lại cho xây kính hiếu đài trước chùa để cúng tế tiên Hoàng hậu. Tứ tỷ tỷ, cẩn thận chỗ trơn nhé, đừng để ngã nữa. Ở trong nhà chúng ta thì sao cũng được, nhưng đây là chùa thanh hoa xung quanh có không biết bao nhiêu là người đấy lâm di tốt bụng nhắc nhở cũng là để hại nhân trần gia nghe được nếu nàng không ngăn cản ngộ nhỡ lâm phương xảy ra chuyện trưởng bối trần gia sẽ trách nàng tội thờ ơ muội lâm phương tức giận nhíu mày lâm di lắc đầu không có à vậy thì lạ thật đại ý là bà chướng mắt tước vị của đám tôn thất lâm di kể Hôm nay hình như cháu gái gặp được mẫu thân của Khang Quận Vương, tất cả mọi người đều gọi bà ấy là Chu phu nhân. Nói rồi nàng đưa quả Chu phu nhân tặng ra cho lão thái thái chi trưởng xem. Lâm Di cũng nhìn thoáng qua Lâm Phương vẫn còn kích động vì được Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu lôi kéo đi ngắm hoa sen. Điền thị đã nghe được cái gì mới sắp xếp cho Lâm Phương tiếp cận Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu. Hẳn chính là chuyện liên quan đến hôn ước giữa Ngũ tiểu thư Ninh Bình hầu và Khang Quận Vương dựa vào cái gì mà Điền Thị cho rằng Khang Quận Vương không muốn ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu thì sẽ vừa ý Trần Gia nhỉ? Lão Thái Thái nói đến đây thì cố ý dừng lại để Lâm Di tự mình suy ngẫm. Con bé cũng nên biết phụ nữ trong nhà đụng tới chính sự phải nên xử lý thế nào. Lâm Di im lặng ngẫm nghĩ, trong mắt bỗng sáng lên, nàng hiểu vì sao lão thái thái chi trưởng lại không cho cha mở thư ra rồi. Tiêu thị cũng từ quan âm điện cầu quẻ xăm trở lại. Chùa Thanh Hoa được xây từ tiền triều. Một vị hoàng tử tiền triều đến đây tu tâm dưỡng tính gặp gỡ tiểu thư nhà tể tướng đương triều tới thắp hương bái Phật cầu mẫu thân An Khang. Vị hoàng tử nọ tán thưởng lòng hiếu thảo của tiểu thư nhà tể tướng, cứ vậy mà đem lòng thích nàng. Hoàng tử hồi cung liền cầu xin hoàng đế tứ hôn, hoàng đế nghe xong cũng lập tức thành toàn cho hai người. Lão Thái Thái Chi trưởng tán thưởng gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 58: Biện pháp. Lâm Di đã hiểu hoàn toàn, bức thư này là do Ngô đại nhân cha ra được. Hoàng thượng không tin cũng không thể bắt tội cha. Như vậy Trần gia và cha sẽ được bảo vệ. Lão thái thái chi trưởng mỉm cười, nếu nhà chúng ta vẫn còn tước vị, ta có thể trực tiếp tiến cung diện kiến thái hậu. Nhưng bây giờ chúng ta phải tìm một người đáng tin mang thư vào cung. Lão thái thái chi trưởng cười đáp: muốn nói có thì đó chính là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu. Thái Hậu sẽ không nghi kỵ người nhà mình, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lâm Di nhẹ gật đầu, giờ phải xem bên nhà mẹ Thái Hậu có chịu đưa thư dùm họ hay không. Lão Thái Thái chi trưởng cười hỏi, có chuyện gì làm khó cháu à? Đúng ra phải là tiêu thị đích thân lên tiếng về chuyện này, Lâm Di hơi cúi đầu, đến nay mẹ vẫn không thể sinh đệ đệ muội muội cho cha cháu, đi xem lang trung khắp Phúc Ninh cũng không có tiến triển gì. Bá tổ mẫu có thể cho người tìm một lang trung giỏi xem bệnh cho phụ nhân trong kinh đến trần trị cho mẹ không? Lão Thái Thái Chi trưởng cười nói, không có lục nha đầu, thời gian qua chắc ta đã buồn chết đi được. Vậy cứ để con bé tiếp tục bầu bạn với người đi à? Quất hồng chen miệng nói, tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ chẳng biết gì cả. Lâm Di nhẹ gật đầu, khoảng thời gian này Linh Lung và Quất Hồng đúng là thận trọng hơn nhiều. Thân ma ma cục mắt nhìn xuống, nếu chẳng phải nghe thấy mấy câu Trần Lục Tiểu Thư phản bác lại với ngũ Tiểu Thư Ninh Bình Hầu, nô tỳ cũng không dám khẳng định. Chỉ người có tâm tư cực kỳ nhạy bén mới có thể nói ra những lời kia. Chu phu nhân thở phào, không phải thì tốt rồi, ta thà để thằng đó cưới ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu còn hơn. Cậu phải khuyên nhủ tiểu tiêu thị nhiều hơn, nó còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội. Tiểu Tiêu thị nhìn thấy người khác mang thai, chắc chắn không thoải mái, phụ nữ tính tình có hiền lành đến đâu cũng không chịu được loại chuyện này. Trần Doãn Viễn khẽ gật đầu, lão thái thái yên tâm, con biết bà ấy luôn rất khó chịu trong lòng. Tiểu Tiêu thị không sinh được đứa con nào, người ngoài đều khuyên ông nạp thiếp, nhưng ông chưa bao giờ có ý định này. Tiểu Tiêu thị cũng khổ, vừa gả cho ông xong liền phải đến Phúc Ninh chưa từng học cách quản lý chuyện nhà mà đột nhiên phải tự quản ra. Mỗi lần từ nha môn trở về nhìn thấy dáng vẻ luống cuống muốn khóc của tiểu Tiêu thị, ông chỉ có thể khuyên, từ từ rồi sẽ ổn mà. Lâm Di mở ra xem, Trịnh Thất tiểu thư mời cả Lâm Uyển tới chơi. Lâm Uyển nhận được tin thì vừa mừng vừa sợ, tới hỏi Lâm Di nên mặc váy áo gì cho đẹp. Nghe thấy Lâm Di nói muốn mặc màu vàng nhạt liền chọn màu xanh nhạt, để tránh đối chọi màu sắc với muội muội. Đồng Hòa bên cạnh xen vào, "Đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà chúng tôi nhận được thư mời đấy." Thân ma ma khẽ lắc đầu, nô tỳ nhìn không giống, nếu là Trần Lục tiểu thư thì nên tìm cách thân cận với phu nhân mới đúng, chẳng thể nào lại tránh né trong khi phu nhân đã tạo điều kiện như vậy. Chu phu nhân nhướng mày, "Ngươi cũng nhìn ra được con bé ấy tránh né, chứ không phải không hiểu ý ta." Tạm thời nói xong chính sự, lão thái thái chi trưởng truyền đề tài đến tiểu tiêu thị bảo nó ngày mai đến đây, ta có mời một lão ngự y về hưu đến xem cho nó. Trần Doãn viễn cười đáp vâng, rồi hỏi Lâm Di có khỏe không, có làm phiền lão thái thái chi trưởng không? Lão thái thái chi trưởng trịnh trọng đặt thư vào trong chiếc hộp bên người, ngô đại nhân hẳn khó khăn lắm mới tìm được chứng cứ như vậy. Trần Doãn viễn thở dài, quan văn tử trên chính trường quan võ tử trên chiến trường mà, ngô đại nhân coi như chết cũng mãn nguyện cùng ông ở Phúc Ninh chịu đủ khổ sở mà bà vẫn nuôi nấng hai đứa trẻ khôn lớn như vậy. Cho dù cả đời thật sự không thể sinh được đứa con nào, ông cũng sẽ không trách bà. Trần Doãn Viễn trở về phủ chi thứ hai, Lâm Di Tháp Tùng Lão Thái Thái chi trưởng đi nghỉ. Trên mặt Lão Thái Thái chi trưởng đong đầy ý cười, bà khẽ nhấp mụn trà, bỗng nhớ tới một chuyện, nghe nói nhị Thái Thái Điển Thị có thai. Trần Doãn Viễn không nghe nói đến chuyện này, nên khá ngạc nhiên ngày mai viết thư gửi cho Trịnh gia, ngày kế ta đến thăm Trịnh lão phu nhân. Thư của lão thái thái chi trưởng vừa đưa tới Trịnh gia, thư của Trịnh thất tiểu thư liền theo trở về. Thật hiếm thấy một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà phải lo toan nhiều chuyện như vậy, lão thái thái chi trưởng đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Di, nhà chúng ta có quen biết một vị nữ lang chung, hôm nào đó ta sẽ cho người đi mời. Nói rồi bà thở dài, trước đây cha cháu quyết định chuyển đến phúc ninh là đúng bằng không người mẹ kia của cháu ở lại trong kinh chắc đã bị người ta chèn ép không còn hình người từ lâu rồi trần doãn viễn nghe xong kế hoạch của lão thái thái tri trưởng tuy hùng tâm của đại Trượng phu bị hắt nước lạnh nguội hết một nửa nhưng ông cũng không có biện pháp nào tốt hơn đành giao thư lại cho bà thảo nào lâm uyển trông như suýt nhảy cẫng lên thế này có điều được mời tới trịnh gia đúng là thành quả cho cố gắng của Lâm Uyển. Sau khi Lâm Uyển ra về, Lâm Di bảo với Linh Lung, sau khi đến trịnh gia, hai người hãy trông chừng tam tiểu thư, nếu Đông Hòa tới lần la hỏi thăm. Lão Thái Thái chi trưởng cầm lấy phong thư, hỏi, Ngô Đại Nhân có cho cậu biết nội dung bên trong là gì không? Trần Doãn viễn đáp, là thư qua lại giữa Thành Quốc Công và Hải Tặc, kèm cả danh sách của cải Hải Tặc hối lộ cho Thành Quốc Công bây giờ số đồ này đa phần đều đang ở trong phủ thành quốc công nguyện vọng lớn nhất của trần doãn viễn là dẫn binh đến phủ thành quốc công lôi những món đồ này ra thân ma ma thở dài bây giờ cũng không còn cách nào khác thật sự không ngờ tước vị lại rơi xuống đầu tứ gia uổng công phu nhân vất vả nhiều năm như vậy chu phu nhân cười khẩy ngươi cho rằng quan viên ở tông nhân phủ đều là bọn ăn không ngồi rồi à chuyện liên quan tới huyết thống đương nhiên bọn họ sẽ điều tra rõ ràng. Nói tới đây, ánh mắt bà ta khẽ lóe lên, cố chịu một thời gian, ngày nào đó ta sẽ có thể ngẩng đầu đòi lại tất cả. Bây giờ cưới vợ cho thằng đó là chuyện quan trọng nhất, đừng để người khác dèm pha vị thẩm nương này đối xử lạnh nhạt với cháu. Nhưng quận vương gia đã nói thế tức là không muốn mối này nữa rồi. Chu phu nhân cười mỉa, ngũ tiểu thư Ninh Bình Hầu còn muốn gặp thằng đó một lần tưởng ta không biết thằng đó cố ý không để ngũ tiểu thư nhìn thấy mình để cự hôn dễ dàng hơn sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 59, Nữ Hồng. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Lâm Uyển, trịnh thất tiểu thư ngỡ ngàng hỏi, gia tỷ vẫn chưa nói cho tam tỷ tỷ biết. Lão Thái Thái Tri Trưởng vốn muốn tìm cách giúp bọn họ lưu lại trong kinh, lại nói chuyện này liên quan đến sự nghiệp làm quan của cha, trịnh thất tiểu thư vô tình nghe được chứ nàng sẽ không tùy tiện nói ra, huống chi là nói với Lâm Huyền. Muội có nghe nhầm không? Lâm Di cố ý tỏ vẻ kinh ngạc. À? Sao ta chưa từng nghe bá tổ mẫu nói tới chuyện này? Mà có là thật đi chăng nữa thì cũng phải chờ đến khi báo cáo xong. Lâm Uyển nghe vậy mới khẽ thở phào, lục muội muội khó khăn lắm mới trở về, đâu thể nào lại đi nhanh như vậy trịnh thất tiểu thư thân mật kéo tay lâm di mà nếu là thật thì tỷ cũng đừng đi phúc ninh có gì vui đâu ở lại kinh tốt hơn biết bao nhiêu trinh nương vòi vĩnh như thế mọi người liền cùng nhau tới tiểu hoa viên xem cáo con nhìn chú cáo đang cảnh giác trong lồng trinh nương lập tức thất vọng ủa sao nói là cáo trắng con này lông xám đen mà đừng bảo lấy chó thành cáo đấy nghe tới đây Trinh Nương liền ngước lên nhìn chị Nhị Thái Thái, nói như vậy, tổ mẫu cháu và chị Lão Phu Nhân cũng coi như là bạn khuê mật đúng không ạ? À? Nàng ta hỏi như vậy, chị Nhị Thái Thái còn có thể phản bác sao? Đối phương sẽ chẳng đời nào để trường tử đích tôn do quận chúa sinh ra nhận hôn ước đó, mẹ con Trinh Nương rất rõ ràng điều này. Không thể đả động được tảng đá lớn là quận chúa, nàng ta liền quấn lấy chị Nhị Thái Thái. Tam thiếu gia do trịnh nhị thái thái sinh năm nay 15 tuổi, vừa vặn đến tuổi thích hợp nghị thân. Trịnh nhị thái thái nghĩ tới đây lại nhìn về phía hai vị tiểu thư trần gia. Trần lục tiểu thư không những xinh đẹp mà còn gan dạ thông minh, bằng vào chuyện con bé dám xông vào ngọn lửa cứu trần lão thái thái liền biết tương lai cô bé này không hề tệ. Chỉ là nàng dâu quá thông minh xinh đẹp sẽ chẳng dễ nắm trong tay, nếu hứa gả cho đồng nhi, về sau không chừng ngay cả người làm mẹ là bà con trai cũng không nghe luôn. Trịnh nhị thái thái lại nhìn về phía Trần Tam Tiểu Thư. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn Trịnh Tam Tiểu Thư, thì ra tỷ tỷ sắp. Nghĩ lại cũng phải, hai lần trước tới Trịnh gia, Trịnh Tam Tiểu Thư đều ở trong phòng không ra ngoài, bây giờ lại vừa ra ngoài vừa cười nhờ và Lâm Uyển dậy theo thùa, không phải chuẩn bị gà đi thì còn gì nữa. Mà sao lần này không thấy Trịnh Tứ Tiểu Thư nhỉ? chẳng lẽ vì để bị thương trên thuyền nên bị giam lại? Trịnh thất tiểu thư lấy khăn che miệng cười, ngay cả điều này mà tỷ tỷ cũng không biết ư, chỉ đến mùa đông cáo trắng mới thay lông thành màu trắng như tuyết thôi. Trinh nương vốn định bĩu môi nói cáo trắng mà trịnh thất tiểu thư coi như bảo vật cũng chả có gì hay ho thì con cáo trong lòng bất ngờ đổi tư thế nằm, để lộ hai chú cáo con nằm bên dưới. Trịnh nhị thái thái cười khẽ, đập vai trinh nương, không phải thì còn là gì nữa. Trịnh Tam tiểu thư và Trịnh Ngũ tiểu thư nghiến chặt răng. Trịnh Thất tiểu thư tỏ vẻ thất vọng, tỷ nhìn thấy bọn chúng nhất định sẽ thích, hiếm có lắm đấy. Trinh nương ngồi cạnh đó thính tai, liền đặt chén trà trong tay xuống bàn rồi đứng dậy, "Vậy chúng ta cùng đi xem đi, ta chưa bao giờ nhìn thấy cáo trắng cả." Thảo nào các vị tiểu thư Trịnh gia nghe nhắc đến Trinh nương đều biến sắc. Trịnh Tam tiểu thư liếc nhìn Trinh nương, muội muội không biết chứ Trần Lục Tiểu Thư cũng chỉ mới vào kinh thôi. Đều lớn lên ở bên ngoài, nhưng Trần Lục Tiểu Thư trang nhã điềm tĩnh, cử chỉ đúng mực thỏa đáng. Trịnh Thất Tiểu Thư cười nói, ta biết tỷ sẽ thích nên mới muốn tặng cho tỷ. Lâm Di chưa kịp lên tiếng thì Trinh Nương đã nói, chẳng phải Trần Lục Tiểu Thư bảo không cần sao. Vậy tặng ta đi, đến mùa đông nó thay lông trắng như tuyết thì vừa hay cho ta làm cổ áo nói rồi nàng ta chỉ vào một trong hai chú cáo con ta muốn con này lại nói với hạ nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng đám cáo nuôi cho tốt nó mà chết ta sẽ đánh ngươi trịnh tam tiểu thư cúi đầu cười nói trần tam tiểu thư chỉ mới ngồi xuống thôi còn đâu thể chưa gì đã nhắc tới chuyện này trịnh nhị thái thái cười trêu con gái cũng còn biết xấu hổ cơ đấy dứt lời bà đứng dậy mấy đứa ngoan ngoãn ở đây chơi ta đi xem hạ nhân chuẩn bị yến hội tới đâu rồi. Tuy nàng thích động vật nhỏ lông xù, nhưng đó là cáo trắng do khang quận vương săn được đấy, xin miễn đi. Lâm Di cười thoái thác, ta nuôi không mát tay, muội giữ lại nuôi thì hơn, chưa kể bọn nó có hai con làm bạn với nhau, tách ra chúng sẽ buồn. Lâm Di vừa uống trà vừa nhìn Lâm Uyển, Lâm Uyển nhận lời nhanh như vậy, trịnh nhị thái thái nhất định sẽ rất vui về sau Lâm Uyển tất nhiên sẽ thành khách quen của trịnh gia, ông trời không phụ người có lòng, Lâm Uyển rốt cuộc cũng đạt được mục đích. Trịnh ngũ tiểu thư dùng khăn che miệng, tỷ tỷ không cho ta càng muốn nói. Bình thường tỷ tỷ đâu thèm để mắt tới chuyện theo thùa, giờ thấy mình sắp phải lập gia đình, sợ sang nhà chồng mà đến vớ cũng không làm nổi nên mới cuống cuồng tìm chân Phật mà ôm, trần tam tiểu thư là chân Phật đó đấy. Trịnh nhị thái thái cười tít mắt, mẹ nói sai à? Trần Tam tiểu thư theo hầu bao đẹp biết bao nhiêu, cả Trinh Nương cũng không sánh được. Nhắc tới Trinh Nương, các vị tiểu thư trịnh gia đều tỏ ra khó chịu, nhất là trịnh Tam tiểu thư, gần như là hứ, khẽ một tiếng. Lâm Uyển cũng mỉm cười, có bạn có bè đương nhiên vẫn tốt hơn. Ba người vừa nói tới đây, trịnh nhị thái thái và trịnh Tam tiểu thư, trịnh ngũ tiểu thư đã dẫn hạ nhân bưng trái cây tươi tới nhìn thấy lâm uyển cắm hoa, chị nhị thái thái cười khen trông đẹp chưa này. vừa nói bà vừa nắm tay lâm uyển, tay vừa mềm lại vừa thon dài, thảo nào khéo tay như vậy. không bao lâu sau lâm di liền nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy tơ mỏng, đầu cài hai đóa mẫu đơn lớn nhỏ, cầm khăn tay tha thướt đi tới. trinh nương bước vào liền đưa ánh mắt sáng rực nhìn lâm di hôm nay lâm di cài một chiếc châm hoa bằng vàng có khảm ngọc bích to cỡ móng tay cực kỳ xinh đẹp ngay cả hoa tai cũng có khảm ngọc bích trinh nương biết giá cả của ngọc bích lập tức sán tới bên cạnh trịnh nhị thái thái hôm trước phu nhân có đánh cho hai vị tỷ tỷ cây châm tổ phụ và phụ thân mất sớm trinh nương chưa bao giờ thấy vật xinh đẹp như vậy đấy cáo con mặt tròn tròn mắt long lanh lông bông xù lập tức thu hút ánh mắt của tất cả lâm gì cũng không nhịn được mà nhìn chăm chú, đúng là rất xinh. trịnh thái thái cười nói, mấy ngày nữa ta sẽ đánh cho cháu một cây. trinh nương lập tức nở nụ cười tươi giói, ôi thế thì thích quá. ánh mắt nàng ta vô cùng đắc ý. trịnh tam tiểu thư đỏ bừng mặt, chỉ vào mặt trịnh ngũ tiểu thư, nhà đầu chết tiệt kia, đúng là không đánh không được mà. hai tỷ muội rượt đuổi nhau trong sân trịnh thất tiểu thư nói nhỏ bên tai lâm di lát nữa sẽ dẫn tỷ đi xem cáo trắng nhà ta nuôi mấy ngày trước nó sinh được hai con cáo con ta tặng tỷ một con nhé các tiểu thư trịnh gia đều lĩnh hội công phu gào khóc của trinh nương và mẹ mình mở miệng gào một cái là giọng có thể truyền đến tận cửa lớn luôn chính vì vậy mà trên dưới nhà họ trịnh đều không dám chọc đến mẹ con trinh nương bằng không ầm ĩ lên sẽ không hay cho thanh danh trịnh gia mọi người nói chuyện chưa được thêm vài câu trinh nương lại chỉ vào lâm di hỏi tiểu thư trần gia là trần gia nào thế muốn nàng trả lời thế nào đây không phải quan to hiển quý cũng chẳng phải dòng họ tiếng tăm lừng lẫy à lâm di chỉ cúi đầu cười nói nhà chúng tôi vốn ở kinh đô lão tổ tông trong nhà là bạn khuê mật của trịnh lão phu nhân trần tam tiểu thư cùng tuổi với đồng nhi tính tuổi thì hơi lớn nhưng tính tình con bé này dịu dàng không đọc quá nhiều sách lại cực kỳ giỏi theo thùa, là kiểu biết nghe lời trưởng bối. Trịnh nhị thái thái cười đẩy trịnh tam tiểu thư, chẳng phải con muốn lĩnh giáo trần tam tiểu thư về kỹ năng theo thùa sao? Trinh nương yểu điệu quay sang giải thích với Lâm Di rằng bạn khuê mật cũng có rất nhiều dạng. Nhà Trinh Nương và Trịnh Gia có hôn ước cho nên so với Trần Lão Thái Thái thì rõ ràng thân hơn, chưa kể hôn ước này còn do đích thân Trịnh các lão định ra lúc trước lâm di nhanh chóng được cho biết đầu đuôi chuyện của trinh nương tổ phụ của trinh nương là trí sĩ hồi hương trên đường về gặp phải tặc phỉ cả nhà không nam đinh nào sống sót chỉ còn lại hai mẹ con trinh nương nương nhờ người trong tộc sống qua ngày bây giờ trinh nương trưởng thành trịnh gia gần như quên mất hôn ước này thì trinh nương và mẫu thân lại tìm tới tận cửa trịnh các lão tất nhiên không thể để mình bị gán danh bất nhân bất nghĩa thế là để hai mẹ con trinh nương ở lại trong phủ Trịnh Tam tiểu thư thẹn thùng điếc muội muội, nói bậy cái gì đó, coi chừng ta xé miệng muội bây giờ. Lâm Uyển ngồi cạnh dịu dàng cười, nếu tỷ tỷ thích kỹ thuật thêu của ta, ta nhất định sẽ tận lực dạy, dù gì ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Trinh Nương không thèm để bụng lời cạnh khóe của Trịnh Tam tiểu thư, dùng khăn tay lau khóe mắt. Trần Lục tiểu thư có Trần lão thái thái yêu thương, thảo nào từ trong ra ngoài đều không khác gì với các tiểu thư trong kinh ánh mắt trịnh nhị thái thái hơi lạnh lùng, nếu chỉ đơn giản là lòng tham thì cũng chẳng có gì để sợ, đáng sợ là vừa tham vừa tính toán cơ. Hai mẹ con trinh nương chính là hạng như vậy, nếu trước đó biết được thì cho dù phải khóc giống lên bà cũng nên ngăn không để mẹ con trinh nương vào trịnh gia làm tiền. Trịnh thất tiểu thư nhíu mày, muốn nổi đóa thì lại bị trịnh tam tiểu thư nhấn xuống, trinh nương muốn xem thì muội dẫn nàng ta đi xem đi, liếc mắt một cái cũng chả mất mát gì. Trinh nương cười tươi giói, vẫn là tam tiểu thư rộng lượng nhất. Sắc mặt trịnh thất tiểu thư lập tức trở nên xanh xám, ai nói muốn cho ngươi chứ? Trinh nương kinh ngạc nhìn trịnh thất tiểu thư, trần lục tiểu thư nói không cần nên ta mới muốn, ta lấy đồ thừa của người khác cũng không được. Muội đừng vô lý như vậy. Dứt lời nàng ta liền dưng dưng. Trinh nương đâu? Trịnh nhị thái thái hỏi hai con gái. Trịnh tam tiểu thư nhướng mày, cô ta đi chậm vẫn còn ở đằng sau ấy phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn